Cuộc đời nghệ sĩ của Lê Quốc Nam lận đận từ những ngày đầu mới bước chân vào con đường nghệ thuật. Mỗi bước ngoặt của cuộc đời đều mang đến cho Lê Quốc Nam những trải nghiệm sâu sắc về niềm đam mê gắn liền với cuộc sống. Hơn 15 năm qua, anh luôn đi tìm chính mình trên mọi nẻo đường của nghệ thuật sân khấu. Hiện nay, đạo diễn Lê Quốc Nam là một trong những thành viên của sân khấu kịch Hồng Dân. Sau những năm tháng lận đận trong nghề nghiệp, anh đã chọn sân khấu kịch Hồng Dân là ngôi nhà nghệ thuật thân yêu mà anh sẽ dành trọn trái tim đam mê để cống hiến sức lao động của mình cho sự phát triển chung của loại hình sân khấu. Anh luôn trân trọng những giây phút được lao động nghệ thuật một cách đúng nghĩa. Bởi khi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình, anh hiểu được giá trị của một con người là như thế nào. Trong gia đình Nam thì Nam chỉ có một mình Nam là con trai. Mà ba mẹ thì cũng làm công việc. Ba là ngày xưa đó là ba làm ở bên sở điện lực. Còn mẹ thì từ trước đến giờ thì hầu như mẹ chỉ làm công việc nội trợ. Cái lúc nhỏ thì cuộc sống của Nam không có được như mọi người. Tại vì lúc mà gia đình chưa có làm kinh doanh thì thật sự gia đình khổ lắm. Gia đình rất khổ. Ba mẹ lúc đó giận nhau thì mới ly thân. Thì mẹ mới đi một nơi thì ba ở một nơi. Thì nhiệm vụ của Nam lúc đó, lúc đó Nam nhớ Nam học nơi đâu có lớp 7. Lớp 7 là sáng sớm là phải dậy rồi. Sáng sớm phải dậy là chạy thật lẹ ra chợ, đi chợ. Đi chợ xong rồi, mà ngày xưa là mình không có mấy cái bao xốp ni lông đâu, mình không có mấy cái đó. Bỏ vô cái cặp, xong rồi đem lên trường luôn. Đem lên trường luôn, xong rồi Nam học. Nam học xong một cái là nghỉ học, một cái là Nam phải chạy về thật lẹ. Chạy về thật lẹ để trước em mình. Tại vì mấy đứa em gái Nam nó cũng học một buổi sáng như Nam. Phải chạy về thật lẹ để nấu cơm, nấu nước để em đi học về tắm rửa là có ăn liền. Được niềm đam mê nghệ thuật đầu tiên của Lê Quốc Nam là âm nhạc. Anh đã thi vào nhạc viện trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Mỗi khi được thể hiện lại những kỹ năng mà anh đã từng học tại nhạc viện, anh lại có dịp nhớ lại những năm tháng anh tìm tòi học hỏi các loại nhạc cụ mà anh yêu thích. Trong gia đình dòng họ, chỉ có anh là người duy nhất theo con đường nghệ thuật. Và hoàn cảnh gia đình của anh lúc đó cũng không đủ điều kiện để anh có thể thực hiện ước mơ. Chính vì vậy, Lê Quốc Nam luôn cô đơn khi đeo đuổi niềm đam mê này. Thì lúc đó mình lại khó khăn thêm một cái nữa là mình có thêm ba công việc. Vừa đi học, vừa nấu cơm, vừa dọn dẹp nhà cửa. Mà phải tranh thủ cho việc học ở nhạc viện. Nhưng mà nhờ chính vì thêm cái công việc đó nên là buổi tối mình không còn la cà với bạn bè nữa. Mình không còn chơi chung với lại những người ở trong cái khu vực của mình nữa. Nam mới học có một năm đầu trong nhạc viện thôi. Mà Nam đã về ngay khu vực phường Nam á, là phường 4 quận Tân Bình của mình hiện giờ nè. Mà Nam dám tới ngay nhà văn hóa phường 4 Nam xin cho Nam mở lớp dạy nhạc. Rồi mình vừa dạy mình vừa học. Nhưng mà mình vẫn nói trước cho học viên nha, chứ mình không giấu điều này. Có nghĩa là bây giờ anh biết những cái gì đó thì anh truyền đạt lại cho bọn em. Còn để mà giỏi thì là anh không biết bọn em có giỏi hay không. Tại vì anh cũng chưa hiểu lắm về nó. Nhưng mà bây giờ nó có một cái vấn đề là hiện giờ là dù gì nữa anh cũng biết trên bọn em rồi đó. Tại vì anh đang biết đàn bọn em không biết. Thì bây giờ thì dùng đúng từ bây giờ có nghĩa là cập nhật á. Có nghĩa là thầy trò vừa dạy vừa học và vừa cập nhật với nhau hàng ngày á. Thì Nam làm cái lớp dạy nhạc đó được đâu khoảng cũng gần một năm. Thì khi làm cái lớp dạy nhạc gần một năm đó thì
thì vô tình mình lại rơi vô cái môi trường của nhà văn hóa. Và nhà văn hóa thì mình lại dính dáng đến Ủy ban Nhân dân, rồi mình dính dáng đến phường đội, rồi mình dính dáng đến những, nói chung là những cái công việc phường khóm lúc đó. Thì tự nhiên mà mình gần gũi những cái đó xong rồi tự nhiên mình lại nảy sinh ra một cái ý định là Nam cầm quyết định là Nam tự nguyện Nam đi thi hành nghĩa vụ quân sự, cho dù lúc đó chưa đến trường hợp bắt buộc. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, Lê Quốc Nam quay trở lại với niềm đam mê nghệ thuật của mình. Nhưng lần này, anh lại có cơ duyên với trường nghệ thuật sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Mình tự tin mình chờ đến lượt mà là báo cái số báo danh của mình để mình bước lên lớp mình thi. Thì mình đang hưng phấn như vậy á. Rồi tự nhiên gặp đúng ba người. Lần này là ba người chứ không ai hai nữa, là Minh Nhí, Hữu Nghĩa, Hữu Châu. Ba người ngồi ngay cái ghế đá luôn. Là trước khi mà mình lên được cái phòng thi là mình phải vượt qua được ba cái người đó. Thì mình khi mà báo danh tới số mình, cái mình bước ngang qua cái ghế đá đó, rõ ràng mình nghe ba ông nói rất là lớn: trời ơi, thằng này mà đi thi nó xấu quá à, nó mà đậu là tao thua cái gì tao cũng thua đó. Mà lúc đó thật sự là ba ông đó không biết ông nào nói mà giọng rất lớn. Rồi bắt đầu, trời đất ơi, tự nhiên bao nhiêu cái hưng phấn của mình nó tuột hết. Bắt đầu mình lo, bước chân lên cầu thang cái mình lo muốn chết luôn, chết màu rồi. Trời ơi, đàn anh mà nói vậy rồi sao, trời ơi, chết tôi rồi. Là bắt đầu lên thi. Thì năm đó là hai người được đậu thủ khoa là Bình Minh với lại Nam. Khi mà mình vô học rồi mình mới cảm nhận được một điều là lý do tại sao mà Hữu Nghĩa, Hữu Châu và anh Minh Nhí lúc đó là nói là thằng này không đậu. Tại vì năm đó là trường nghệ thuật sân khấu tuyển rất đẹp. Diễn viên mà không đẹp thì không thể nào làm nghề được. Nhưng mà có lẽ may mắn là mình thi mình đạt điểm cao quá nên mình mới được vô học. Nhưng đến giờ mình mới thấy rõ ràng là nhà trường đúng. Cái ngoại hình nó có thể mà nó đạt cho mình cái sự thành công nhiều hay ít hoàn toàn phụ thuộc vô cái vấn đề ngoại hình. Rõ ràng đến bây giờ Lê Quốc Nam vẫn không được nổi tiếng là do cái ngoại hình của mình quá xấu. Nên là khi ngày đầu là mình đã được phán cái đó, cái câu đó rồi. Và mình rõ ràng là cái câu đó nó theo mình suốt cho đến quá trình mình làm nghề 14 năm. Anh có thấy là anh cố chấp không? Cố chấp hả? Nếu nói cố chấp thì không đúng. Tại vì nếu mà nói về cố chấp thì anh sẽ không nhận ra được rằng đúng là ngoại hình là cái điều mà làm cho anh không nổi tiếng. Đúng không? Anh vẫn nhận ra được điều đó. Tại vì nếu như theo như vậy thì chắc chắn là trong 14 năm đó anh sẽ có rất là nhiều cái sự chua cay trong cái nghề diễn viên của mình. Và anh sẽ rất là vất vả trong cái nghề diễn viên của mình. Vất vả lắm chứ? Để đi theo một cái hướng là cái ý tưởng của anh là muốn nổi tiếng. Vất vả lắm. Vất vả từ năm đầu tiên luôn kìa. Tại vì khi mà Nam vô trường học không phải năm đầu tiên đâu, mà 2 năm liền khi học trong trường chưa bao giờ Nam được đóng vai con người hết. Xấu nhất lớp. Toàn là con vật không à. Con vật, mấy bạn làm tiểu phẩm vô vai con vật. Con vật không. Nên là phải nói thêm điều này nữa. Nếu nói về tất cả các con vật mà đóng có lẽ không ai qua Nam đâu. Thật luôn. Tại vì mình chuyên đảm nhận những vai vậy mà. Con thằng lằn Nam còn làm để cho người ta nhìn được biết. À, con thằng lằn, con rùa, con này kia. Nam nhớ có một kỷ niệm vậy. Ngọc Trinh á, Ngọc Trinh là học chung lớp với Nam, diễn viên Ngọc Trinh của mình á. Là Ngọc Trinh mới làm một cái tiểu phẩm là Người đẹp và con quái vật. Thì Nam mới đóng quái vật. Nam đóng con quái vật, xong rồi tập cực khổ lắm để trả bài cho thầy Công Ninh xem. Tập rất là cực, xong rồi đến lúc Nam được thành một người hoàng tử là mình mới bỏ được cái mền ra. Ngày xưa không có đạo cụ nha, học là toàn lấy mền lấy này kia làm con quái vật. Rồi mới bỏ được cái mền ra thành chàng hoàng tử thì thầy Ninh kêu ngân thay người khác vô làm hoàng tử. Thì Nam mới nói: thầy ơi, từ nãy giờ em chùm cái mền không mà không ai thấy em hết.
Thì bây giờ thành hoàng tử thầy phải cho người ta thấy mặt em để người ta biết em diễn cái con quái vật vừa rồi chứ. Thì thầy nên nói chỉ một câu thôi. Thôi bây giờ vậy, nếu em làm sao để cho mọi người tin được là em là hoàng tử thì em làm, còn không mình bỏ tiểu phẩm này đi. Có nghĩa là đã cảm nhận được cái ngoại hình nó rất quan trọng trong cái nghề của mình đó. À. Trong những năm tháng đi học tại trường sân khấu, anh đã vừa học vừa đi diễn để kiếm thêm thu nhập trong cuộc sống. Nhóm hài Trắng Đen do anh thành lập đã trở thành một tên tuổi được yêu thích trong thời điểm tấu hài hưng thịnh. Tuy nhiên, mọi người chỉ nhớ đến cái tên của nhóm hài mà ít ai nhớ đến tên của diễn viên. Anh cứ mãi miết trong thế giới nhân vật mà mình quá thân, nhưng rồi nó cứ trôi qua như hư ảo mà không động lại gì. Mới đó mà đã 14 năm. Khi mà năm làm nghề đến năm thứ 8, năm thứ 9 thì mình hiểu được rồi. Mình hiểu được rằng là đôi lúc công việc của mình là phải làm cho người khác nổi tiếng. Nên từ cái lúc đó là Nam đã manh nha rồi. Và hầu như là rất nhiều các nhóm hài trong thành phố của mình, Nam đều làm kịch bản cho họ. Chứ mình không làm cho riêng mình nữa, mà lúc đó là Nam bắt đầu Nam làm cho mọi người. Nam làm cho mọi người tất cả những cái tiểu phẩm đó. Nhóm nào mà cần thì tới Nam làm. Và Nam chuốt cho họ, Nam dựng cho họ, thậm chí Nam đưa kịch bản cho họ, ý tưởng cho họ để họ diễn. Tại vì mình manh nha một điều được rằng là mình nên giúp mọi người. Tổ không muốn cho mình làm diễn viên rồi, nhưng mà mình nên làm cái công tác có nghĩa là giúp cho mọi người, để cho mọi người khác được nổi tiếng. Thật ra là cái cuộc đời diễn viên của Lê Quốc Nam á, Minh Nhí cũng không có gắn liền. Tuy nhiên Minh Nhí nghĩ là Lê Quốc Nam nói vậy là cũng hơi bi quan, vì Lê Quốc Nam trước đây diễn cũng rất là có duyên. Tuy nhiên theo Minh Nhí thì cái đầu về cấu tứ bố cục kịch bản và tiểu phẩm thì Lê Quốc Nam giỏi hơn là Lê Quốc Nam làm diễn viên. Tại vì Minh Nhí là dạy Lê Quốc Nam một năm mà. Cho nên là Minh Nhí nghĩ là có thể trong cái quá trình làm diễn viên thì hiển nhiên cái diễn viên không bằng cái đạo diễn, cho nên sẽ bị lận đận. Tuy nhiên cũng là cái duyên, sau mười mấy năm thì hai anh em gặp lại nhau. Và do Lê Quốc Nam tâm sự như vậy thì mình nghĩ là mình nên ủng hộ cho đàn em. Hiện giờ Lê Quốc Nam là một cái người rất là máu lửa trong công việc. Đó là cái điều mà tôi thấy rằng ở một người đạo diễn cần phải có. Thì cái đó là Lê Quốc Nam đã có. Đôi khi máu lửa quá đến cái mức mà gọi là giống như là bị mất lòng người xung quanh. Tại vì đôi lúc máu lửa quá mà cái tính cách thì mạnh đó. Tính cách mạnh thì đâm ra có những lớn tiếng nè, đối với diễn viên hay là đối với những cái bộ phận xung quanh. Cái tính cách Lê Quốc Nam có dở, một là dở cái này nè. Có nghĩa là tại vì mình mang chất lính trong người nên mình thẳng quá. Ai đụng Nam là Nam đụng lại à. Nên chính vì vậy nó mất lòng quá nhiều người. Mất lòng nhiều người quá. Rồi đến ngày hôm nay thì mình nhận ra được một điều rằng dạy. Đúng là quá dại, cái tuổi trẻ nông nổi. Bây giờ mình đang đúng. Mà mình phản kháng bằng cách mà mình lớn tiếng. Thì thành ra người ngoài nhìn vô cứ nghĩ mình sai. Thì đó là cái quá dại dột của Nam. Mà Nam cũng khuyên các bạn trẻ là nóng nảy, cọc cằn, đó là tính cách của mỗi người. Cha sinh mẹ đẻ. Nhưng nếu các bạn biết kiềm hãm cái điều đó lại, các bạn sẽ rất thành công. Và đừng rơi vô cái con đường như là Lê Quốc Nam đã từng đi. Khi đầu quân về sân khấu kịch Hồng Dân, ngoài vai trò là một tác giả kịch bản và đạo diễn, Lê Quốc Nam rất hào hứng với dự án kết nối cộng đồng của nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân. Anh đã tham gia rất nhiệt tình. Trước đây khi còn là sinh viên, anh cũng đã từng tham gia vào các hoạt động văn hóa quần chúng. Nên khi được trở lại với công việc này, anh như tìm thấy một phần cuộc sống của mình đã qua. Anh đóng góp bằng những kịch bản, tiểu phẩm nhỏ để hòa chung với hoạt động của các anh chị em nghệ sĩ. Bên cạnh đó,
Anh không ngần ngại đưa ra những ý tưởng mới để đóng góp công sức làm cho loại hình sân khấu kịch mang nhiều thông điệp hay và ý nghĩa đến với các bạn trẻ và công chúng ở khắp mọi miền đất nước. Bạn ấy có những cái sáng kiến rất là bổ ích. Ví dụ như là Lê Quốc Nam có một cái sáng kiến là kết nghĩa, cái sân khấu kịch của chúng tôi kết nghĩa với quân đoàn 4. Thì đó là một cái điều rất hay, là tôi cảm nhận được rằng là nếu như cái việc làm này mà thành công á, thì thứ nhất á, là nó sẽ mở ra một cái môi trường cũng như một cái thị trường cho một lớp khán giả mới, một cái lớp khán giả mới của những diễn viên cũng như đạo diễn của sân khấu của chúng tôi. Là bởi vì sao? Cái đề án này á, nó rất phù hợp với cái đề án mà kết nối cộng đồng của tôi, là bởi vì như vậy nè. Khi mà đưa hình ảnh của những người chiến sĩ bộ đội này, hay là công an, là những cái người mà hiện giờ là các em rất là mơ hồ về hình ảnh những con người đó, khi mà cái đề án đó được đặt ra, tôi rất là thích. Vì tôi nếu mà được sự hỗ trợ của quân đoàn 4 cũng như là những cái đơn vị khác mà tôi đưa được những hình ảnh của những người chiến sĩ về với các em ở trường đại học, nó cộng thêm với cái đề án kết nối cộng đồng đó, thì đó là một cái điều mà tôi rất mong muốn. Và nếu cái điều đó thành công thì cái điều đầu tiên là tôi phải cảm ơn Lê Quốc Nam đã. Trải qua những lận đận trong con đường sự nghiệp của mình, đến hơn nửa cuộc đời, anh mới tìm cho mình được một lối đi đúng nghĩa. Trong quãng đời đó, anh đã chiêm nghiệm biết bao giá trị của những tấm lòng chân tình, những đức tính cao đẹp mà anh trân trọng và học hỏi. Anh đã thay đổi chính mình để cảm nhận niềm hạnh phúc mà cuộc sống mang lại cho anh. Khi làm được những gì mình yêu thích, Lê Quốc Nam mong mỏi được nói lên những lời cảm ơn tận đáy lòng với những người thầy, người anh, người chị đi trước đã đón nhận và tạo điều kiện để Lê Quốc Nam thỏa sức bay bổng với những thăng hoa trong nghệ thuật sân khấu.